gọi là chính xác là ngu dân. Ngu dân mới không chống cự, chứ cái thằng mà nó hiểu pháp luật là cự làm sao. Giống như quý vị coi video, cái ông nào hiểu pháp luật là đứng cự. Ok, theo luật mấy công an bắt người phải làm sao thì mấy người đó khác. Mà mấy người nào không biết á là nó khác. Cái người mà người ta hiểu biết người ta mới dũng cảm. Mày quýnh tao nhưng mà tao vẫn làm đơn, tao kiện mày. Ok, đó là mấy người biết rồi, mấy người không biết thôi giờ kiện nó chi. Con nhà mình thân cô tế cơ, có mẹ quý bán bánh canh này, con kiện nó lỡ mấy mốt dẹp luôn gánh bánh canh đó, tao lấy gì tao ăn. Rồi xong im luôn. Quê. Cho cái lực lượng đó gọi là lực lượng công an. Ở bên nước ngoài người ta gặp công an, người ta gặp cảnh sát người ta mừng muốn chết. Ủa còn cái này Việt Nam mình mà gặp cảnh sát là bắt đầu là tim mất tiêu rồi. Gờ xuống mất tiêu luôn, mà không biết có chạy đến đây không hay mất tiêu đâu, lặn đâu mất tiêu rồi. Gờ, ủa kiểm tra lại coi. Thật sự là gì, tao thấy mày đến là tao quỉnh rồi đó. Cái đám phóng viên mà quay cái vụ mà cầu mà bê tông cúp mút á. À quý vị thấy không? Cái cầu mà có bê tông cúp mút đó kêu mấy hiệp sĩ lại binh. Đó không? Nó đá mà người phóng viên mà quay phim được luôn, rốt cuộc cũng què. Nhớ không? Các bạn nhớ cái vụ mà cái cầu gì ở ngoài Bắc không? Cái vụ mà cái cầu mà bê tông cúp mút á là mấy ông phóng viên tới quay phim á. À quay phim cái vụ cái cầu đó đó, ồ nó đứng nó đá đẹp luôn. Đá mày luôn, quýnh mày tại chỗ luôn, quay đi. Các bạn nhớ không? Rồi xong rồi có thêm một cái video nữa. Ồ mà cái thằng đó thì là không biết công an huyện hay công an xã vậy đó. Vậy nè. Tay cầm cây súng loại bắn đạn cao su ấy, chứ không phải là cây K59. Cái loại đất súng mình nhìn mình biết. Mấy bạn nhớ có một cái video đâu trên mạng á, ông cố nội đó là tự nhiên có cây súng mà súng bắn đạn cao su ấy, cái loại mà cái đó bắn trúng vô người mà vậy nè. Ê, nói nữa cho bắn mày giờ gì nè. Xong rồi đã đó cũng y chang vậy đó. Đó nhiều lắm. À bắt đầu rồi đó. Nhớ không? Các bạn nhiều lắm cái tình trạng gì nè, gì nè. À, cần xuống gì nè. À, nói nữa đi. Coi như ảnh đi cũng nổi luôn rồi đó. Vậy mà vẫn cầm cái súng. Rồi nhớ không? Nhiều lắm, rất là nhiều cái video. Giờ rồi cái lúc đó hổ gì dở cao chân. Rồi xong. Rồi bắt đầu quay luôn công. Rồi phóng viên phục kích nè, quay video nhận tiền đồ này kia, rồi quay video xong rồi mấy công an ở đâu phiên tòa nào xử cũng thấy luôn. Rồi bắt đầu lãnh đạo của ngành lên, một vài đồng chí mà thì nhiều khi anh em kiếm vài cái bánh mì. Rồi chưa nữa, mới đây nữa cái vụ mà gì học á, gì cảnh sát cơ động mà xuyên học rồi thức đêm để học bài đó thi á, mà trúng tuyển điểm thi hết luôn. Rồi nhớ cái vụ mà bằng lái quốc tế mà không có hiệu lực ở Việt Nam không? Quy đã từng làm cái show đó, đấy Việt Nam không lấy nè, đâu đứng hỉ gì nè, nhớ không? Ồ mà tôi mà đó mà tôi như ông đó chắc tôi vớt một cái để ngay trước mặt tôi mà. Các bạn nhớ coi cái video đó không, anh chàng cảnh sát giao thông gì của Sài Gòn không biết, thấy cũng đẹp trai lắm. Bằng lái quốc tế là ở Việt Nam không có xài, không có hiệu lực. Ông kia nói tôi ở Đức về gặp ông này chắc cũng ngay nha, tôi ở Đức về nè có bằng lái quốc tế nè. Bằng lái quốc tế không có nói chuyện ở Việt Nam, không có bằng lái quốc tế, không có Việt Nam nữa. Cái đứa à đó Việt Kiều Đức á, mấy bạn nhớ không, xỉa vô trước mặt nè, tôi mà gặp tôi mà đó tụi tao Việt Kiều Mỹ Đế là tao vỗ cho mày một cái chắc chạy lên tới cần cổ luôn, kiểu mà thách thức người ta đó. Tôi để thẳng gì luôn á, nói thiệt, tại vì ông đó ổng hiền á, ông đó chắc ổng cũng chưa đến nổi lắm á, nhiều lắm. Rồi bắt đầu khôn nhà dạy chợ. Rồi quý vị anh chị em nhớ có thằng nhóc mà không biết nữa, à, ông nội trẻ trâu nào đó đi chiếc mô tô, nhớ không, chạy trên đường á, mình kể những cái chuyện cho mấy bạn nghe. Khôn nhà dạy chợ á, ngu dốt mà mày thằng đó Việt Nam, nghe cái hơi biết Việt Nam mà chạy mô tô trên đường, nhớ không, chạy tới mà chạy còn khủng hoảng, chạy cả 100 cây số một giờ á, hai giao thông chặn lại gì slow down nhớ không, à gì quên hết rồi, speed slow nhớ cái video mà speed slow không. À mà ông thằng đó Việt Nam á, nhớ cái video không, hai anh sát giao thông á cầm cây gậy vậy nè, speed slow anh kia nó nói anh kia nói tiếng Anh mà nói giọng Mỹ luôn. À cái video nói tiếng Anh nói giọng Mỹ luôn, nói hồi ủa không biết đi go cho đi luôn, thấy không, hiểu cho đi chứ gặp mà nói tiếng Việt là nó đập cây ba chắc trong đầu luôn. Speed slow nhớ vụ speed slow không. À anh chàng chạy một chiếc mô tô á đó, nhiều cái tình trạng đó lắm, tức là các bạn sẽ thấy đó, tức là họ đối với người dân á, tức là dân ở trong nước á. Rồi chưa, hai ông Khmer, hai ông người Campuchia nói tiếng Việt, nhớ không, trận ở ngoài trận có cái video mà hai cái ông người Khmer nói tiếng Việt, trận xe ở ngoài trạm 4 á, như An Lạc Bình Chánh gì đó, nhớ không, đồ thổi ông đó lại ban đầu hùng hổ ầm dữ lắm, ông kia nói ông nói tiếng Việt không rành, tôi là người của đại sứ quán Campuchia nè, tôi có passport Campuchia nè, tôi có giấy tờ Campuchia đồ, nghe nói đến cái tự nhiên 4-5 thằng lĩnh quỉnh nó đầu gặp Việt Nam là đập rồi. Tức là rất là khu nhà dạy chợ,